Ba việc ngoài ý muốn khiến người đến tuổi 60 phải cúi đầu bất lực. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Kính thưa quý vị, qua tuổi 60, chính thức bước sang giai đoạn lão niên, con người có thể bình thản hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bỏ lại những lo toan, những gánh vác, những lý tưởng hoài bão của thời tuổi trẻ ở phía sau. Thế nhưng, nhân sinh vô thường, trong cuộc sống khó tránh được một số chuyện ngoài ý muốn, khiến con người cảm thấy bế tắc, bất lực và đau khổ. Dưới đây là ba việc sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh nhất nếu không may gặp phải ở tuổi xế chiều. Thứ nhất, không còn bạn đời bên cạnh. Về già là lúc mà mỗi người đều mong có người bầu bạn. Việc có đôi, có lứa ở tuổi xế chiều, cùng trải qua một cuộc sống êm đềm, bình dị, thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Không may mất đi bạn đời ở tuổi này, con người mới cảm nhận thấy rõ nhất sự cô đơn, không còn người bầu bạn, không có người càm ràm, không có người để lo lắng, quan tâm. Cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào khi con người qua tuổi 60, có con đàn cháu đóng, nhưng vẫn không thể nào có thể thay thế được vai trò, vị trí của người bạn đời. Người ấy có thể lúc nắng, lúc mưa, nhưng lại là người hiểu mình nhất, quan tâm và gần gũi mình nhất trong cuộc đời này. Chính bởi thế, khi còn sống cạnh nhau, nhất định phải quý mến, trân trọng nhau, nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Thứ hai, bệnh tật. Trong cuộc đời mỗi con người, không có thứ gì quan trọng hơn việc sống khỏe mạnh. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người. Cho dù có bao nhiêu tiền của, nhưng nếu không có một cơ thể khỏe mạnh, thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, sức khỏe của bản thân cần chăm sóc thật tốt. Không chăm sóc sức khỏe qua tuổi 60, con người chúng ta có nguy cơ phải đối diện với sự đớn đau của bệnh tật. Không chỉ bản thân chịu khổ, mà người nhà cũng liên đới, mệt mỏi theo. Tình trạng đó, nếu kéo dài quá lâu, sẽ khiến những người khác chán ngán, bỏ mặc bạn. Ngay cả con cái cũng tìm cách né tránh bạn. Thế nên, trước tuổi 60 thì ta tin tưởng vào bản thân. Cảm, sốt cũng chỉ uống ngụm nước là xong. Bệnh nặng chỉ cần ngủ một giấc là xong. Nhưng sau tuổi 60 thì ta hiểu cần phải chăm sóc bản thân mình. Lúc này, các căn bệnh như mỡ máu cao, đường máu cao không mời mà đến. Tuy vậy, chúng ta đừng vì bệnh tật mà đánh mất đi niềm đam mê vào cuộc sống, quên mất cách hưởng thụ những vẻ đẹp của trần gian. Chỉ cần cúi đầu trước bệnh tật, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội để chủ động thay đổi hiện thực. Sinh, lão, bệnh, tử là giai đoạn mà ai rồi cũng phải trải qua, nhưng không hẳn là chúng ta có thể thua trong mọi cuộc chiến. Đến lúc đó, chúng ta có than thở, oán trách cũng chẳng ích gì. Bởi thế, chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân chính là cách giúp mình làm mình vui và cũng là giúp người thân làm cho họ vui. Thứ ba, con cái bất hiếu. Vì con cái, người làm cha mẹ đã mất hơn nửa đời người phải sống trong hy sinh vất vả. Bước vào tuổi lão niên, về mặt tình cảm, người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái quan tâm đến mình, dành cho mình sự quan tâm, hỏi han, ân cần tử tế. Nhưng trên thực tế, không phải bất cứ người làm con nào cũng cư xử hiếu lễ đúng mực với cha mẹ của mình. Con người khi bước qua tuổi 60, có lẽ bi kịch lớn nhất khiến họ cảm thấy bị tổn thương chính là việc con cái bất hiếu, đặc biệt là những người con không biết yêu thương và không biết đủ. Ngay cả khi cha mẹ đã già, họ vẫn không ngừng việc đào khoét, ăn bám, thậm chí bắt song thân phải gánh nợ cho mình. Con người chúng ta khi đã bước qua tuổi 60, sang đến con dốc bên kia của cuộc đời, có lẽ cũng nên buông tay
để con cái tự lo cho cuộc đời của chúng. Đặc biệt là với những đứa con bất hiếu, những đứa con không biết vươn lên, tốt nhất không nên dễ dãi để lại tất cả mọi thứ mình có cho chúng, để rồi bản thân phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ. Khi không có con cái để làm điểm tựa, những ông lão, bà lão ngoài 60 chỉ còn biết dựa vào chính mình mà thôi. Khi chúng ta già đi, cũng là lúc con cái trưởng thành, có gia đình riêng, có những trách nhiệm mà chúng phải tự gánh vác. Thế nên, để giữ gìn mối quan hệ không xảy ra tranh chấp, chúng ta không nên can thiệp vào đời sống riêng của con cái quá nhiều. Hãy cân bằng trọng tâm cuộc sống giữa người thân và bản thân. Chỉ cần dành trọn vẹn thời gian cho một đối tượng duy nhất, chúng ta vừa thấy áp lực, đối phương cũng thấy ngột ngạt. Khi ta đi xe hơi, vẫn có người đi xe máy. Khi ta đi xe máy, vẫn có người đi bộ. Khi ta đi bộ, lại có người chống gậy. Khi ta chống gậy, có người lại chẳng còn chân mà đi. Khi ta không còn chân mà đi, có người còn mất mạng. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước được điều gì. Hãy giữ cho bản thân tâm trạng thật tốt. Điều này có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ nơi tâm hồn sâu thẳm. Tiền bạc, vật chất không bao giờ là đủ, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì những vật ngoài thân mà đánh đổi đi hạnh phúc và thành tín mà chính mình đang có. Ở tuổi già thì ngồi uống trà, cơm canh đạm bạc cùng với người mình yêu thương chính là hạnh phúc nhất rồi. Thế nên, đừng để những năm tháng cuối đời mù quáng trong dục vọng, tiền bạc và ham muốn vật chất. Kim tiền, địa vị, sự nghiệp, danh tiếng bấy giờ đều không quan trọng bằng cuộc sống bình dị nhưng ý nghĩa. Nhân sinh trên đời vài chục năm, bất kể bạn lúc còn sống là quan to hay dân chúng, cuối cùng cũng quay trở về với cát bụi thôi. Có lẽ bạn không làm được quan, nhưng nhất định đã làm người. Có thể bạn có ít tiền, nhưng nội tâm của bạn khẳng định sẽ phong phú trong tâm, tràn ngập lòng biết ơn, ôn hòa, suy nghĩ đều là khoan dung đối với người khác. Hóa khí tự nhiên sẽ đi theo. Chúng ta cảm thông, tín nhiệm, quý trọng lẫn nhau, càng thêm tương thân tương ái mãi về sau. Người đến 60 tuổi mới dần dần hiểu ra những đạo lý này, cảm thấy nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành không cần quan tâm đến đích. Cái cần để ý chính là phong cảnh ven đường cùng những tâm tình trong đó. Đời người ngắn ngủi, khổ, đau, tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối. Vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng. Vượt qua được là xuất sắc lắm rồi. Vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm. Cuộc đời này ngắn lắm, chỉ cần bạn sống hết tâm mình cũng không cần phải tiếc nuối, lại càng không cần phải hối hận. Ngay giây phút hiện tại này, bạn mới có thể tìm thấy trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện không sao biết trước được, chỉ có cố gắng làm thật tốt những việc xảy ra trước mắt. Sống trong giây phút hiện tại mới là phương thức sinh hoạt tốt nhất của đời người, mới là thái độ đời người nên có. Người sống ở hiện tại sẽ không bị quá khứ kéo lại phía sau, cũng không vì tương lai mà lo lắng. Chỉ có như thế, bạn mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Vì thế, ngay từ bây giờ, hãy lên kế hoạch cho phần đời còn lại. Thời gian còn lại không quá nhiều, hãy sống thật tốt những năm tháng tuổi già, để đến khi đi đến cuối con đường, chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì. Quý vị nghĩ sao về những điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới video của chúng tôi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.